Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. bảy Happy Too Easy chuyên bán đệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Hiện nay, mua một bánh filet o fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District. Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia. CMN Insurance Xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt Đề bù thỏa đám 714 741 2008 Phở 86 truyền thống từ năm 1985 Hương vị vượt thời gian 714 839 4591 Nguyễn trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào anh trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lido Sài Gòn TV. À, xin được nhắc lại là chúng tôi có ở trên những nền tảng à, xã hội thí dụ như là Facebook và YouTube mình có thể coi giờ phút này live nè, rồi mình có thể coi lại sau đó. À còn trên TV bình thường thì chúng tôi có ở đài à, miền Nam California là 56.10 miền Bắc California là 16.11 và bên Houston, Texas là 27.6. À, rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong ngày thứ ba hôm nay, ngày 8 tháng 8, 2023. À, anh Nguyễn Trường vừa mới nhắc đến là <laughs> ngoài chuyện mà chúng ta coi trên các đài TV thì chúng ta có thể coi được trên, quý vị ở xa, coi trên Facebook hoặc là Youtube. Ờ, mà trên đặc biệt là trên uh, YouTube đó thì nó có nhiều rất là nhiều ngoài cà phê sáng thời sự thế giới thì chúng tôi còn rất là nhiều chương trình uh, được uh, upload lên trên đó ví dụ như quý vị vào trong uh, Lido Sài Gòn TV Official quý vị sẽ thấy uh, có nhiều cái chương trình được liệt kê ra là cà phê sáng thời sự cà phê sáng là đang live rồi thời sự thế giới một chút xíu nữa rồi có các chương trình Việt bao la nè rồi trò chuyện cùng lý đôi sài gòn tv đây là cũng là chương trình live rồi chương trình tin nổi bật với nhà báo đinh quang thái và anh hoàng trọng thụy rồi nhiều cái chương trình khác đều được cập nhật ở trên này quý vị xem chứ không phải là chỉ có riêng hai chương trình thời sự thế giới và cà phê sáng tại vì nhiều khán giả nó ô đi xa đó mới biết rằng nó ổ như vậy thì lý Sài Gòn TV các cái chương trình à, còn có nhiều hay không còn xem được như thế nào thì bởi vì đài là chương trình là phát 24 trên 24 cho nên rất là nhiều chương trình để quý vị cùng cùng xem. À, có cái điều nữa là khi quý vị xem à, quý vị vào trong cái trang Lido Sài Gòn TV Official của YouTube đó thì mình nhớ bấm subscribe hay là bấm cái chuông kế bên nữa, tại vì khi mà mỗi khi có video mới mà đưa lên á thì à, mình sẽ được báo ngay, mình ừ. sẽ được biết ngay là có cái gì mới để mình coi. Cũng như là vào Facebook đó thì mình cũng có thể làm như vậy nữa, à, subscribe rồi để cái chuông kế bên báo cho mình biết là có cái gì mới mới vô. À, trở lại ngày hôm nay bình thường thì <laughs> thôi cái việc chúng ta cũng đã biết rằng là thể thao thì bóng đá nữ World Cup 2023 đang diễn ra ở Úc và New Zealand thế thì ngày hôm qua người ta nói tới hai cái đội banh mà nó, nó, nó cái khoảng cách uh, nó xa nhau lắm thí dụ như nha hồi trước đó thì mình thấy đội mỹ và đội việt nam thì ai cũng biết rằng là ở à, một cái đội mỹ là đội mạnh đội việt nam là đội yếu hơn thì hai đội đó nó không có ngang bằng với nhau ngày hôm qua thì đội pháp và đội morocco cũng vậy thôi hai đội khoảng cách xa nhau rất là xa đội pháp thì mạnh mẽ và đội morocco thì nó yếu Thế thì người ta biết ngay là là Morocco không có tài nào mà gọi là biến đổi tình thế ừ. để mà vô trong được cái quarter final hết. À đúng như vậy, trận Pháp và Morocco ngày hôm qua Pháp đại thắng với tỷ số là 4-0. À ừ. trên chân của đội bóng Morocco như vậy là Pháp dành tấm vé cuối cùng để đi vào vòng tứ kết. À rồi ngày hôm qua cũng vậy nữa đội uh, colombia và đội jamaica cái điều đặc biệt ở đây là đội colombia và đội jamaica hai đội này đều là hai đội yếu uhm. giống nhau đó thì hai đội cố tranh làm sao để mà dành cái vé đi vô cái vòng tiếp theo thì colombia có cái phần trên chân hơn một chút xíu uhm. nhỉnh hơn là dân nóng ống đá gọi là Tôi thấy cái độ đó nó nhỉnh hơn nhìn một hơn chút. Một tí. À, tôi ừ. mới chữ nhỉnh từ đầu ra nữa. Đó, tưởng tưởng dĩnh từ dân trong trong ngôn ngữ hàng ngày nhiều mà. Ồ vậy hả, dạ. nhỉnh hơn, ừ. tức là có thể là nó mạnh hơn tí. Ừ. Thế thì có, có đúng vậy, Colombia thắng đội Jamaica một không. Như vậy thì đội Colombia cũng vô vòng kế tiếp. Bây giờ quarter final ngày thứ năm à, lúc à, 6 giờ chiều. Cái này là đúng ngay giờ của California này nha, là mình ngồi coi được rồi đó đội Tây Ban Nha sẽ gặp đội Hà Lan cơn sốt màu da cam wow. <laughs> Tây Ban Nha gặp đội Hà Lan nè rồi thứ sáu thì 12 giờ 30 phút sáng tức là tức là mới sớm sáng sớm ngày thứ sáu đó tức là ai thức đêm được thì thức nha đội Nhật sẽ đội gặp đội Hà Lan đó. rồi qua ngày thứ bảy cũng 12 giờ đêm sáng 12 giờ AM tức là 12 giờ đêm ừ. rồi đó đội úc gặp đội pháp cái này hay nè à, đội pháp sẽ gặp đội chủ nhà thì không biết là ai bắt ai đây không biết là ai chân chân ai đây đội chủ nhà thì có cái um, có cái uh, cái uh, cái sự ủng hộ từ 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 phía đội nhà mà thì không biết là có đe dọa được đội pháp hay không và tới cũng ngày thứ bảy 3 giờ 30 phút sáng thứ bảy luôn ha tại vì có hai trận à, đội à, england đội anh sẽ gặp đội colombia riêng hai đội này thì dĩ nhiên đội anh là chân chân rồi đó. Như vậy thì trong 8 đội ừ. vào tứ kết này á thì à, anh Nguyễn Trường nghĩ là những đội nào sẽ thắng và nói chung là trong những đội đó thì nghĩ là năm nay đội nào sẽ là vô địch? À, chưa biết được đâu ừ. nhưng mà theo như chương trình uh, thể thao 6 giờ tới sáu giờ ba phải không? hàng ngày ở trên Lido Sài Gòn TV buổi chiều đó thì uh, đang có cái chương trình dự đoán tỷ số người thắng đội thắng và những cái phần quà rất là đặc biệt à, được bảo trợ bởi à, trà cà phê phúc long quý vị nhớ theo dõi tại vì cái chương trình à, mà dự đoán này đó là quý vị phải email vào phải email vào cho đài quý vị đoán đội nào sẽ là đội vô địch tỷ số sẽ là bao nhiêu và và, và những cái câu hỏi nữa nữa thì mình sẽ thắng giải nhất là một gift cạt uống cà phê trà Phúc Long. Một ngàn đô la. Giải nhì. Sáu trăm đô la. Giải ba. Hai trăm đô la. Có ba giải đặc biệt. Và còn có những giải khuyến khích nữa. Thì quý vị phải theo dõi chương trình. Sáu giờ tới sáu giờ ba mươi. Chiều nay. Thì sẽ được loan báo thêm. Biết thêm nhiều cái giải thưởng. Và câu hỏi nó như thế nào. Email vô như thế nào nữa. Wow. Tức là giải thưởng 1 ngàn đồng nhưng mà không phải là tiền mặt mà không là... phải là tiền mặt mà gift card để mình có thể mua đồ ở tại Phúc Long ở đó thì mình mua được nhiều thứ lắm cà phê say sẵn nè rồi ly rồi uống rồi là đồ lọc cà phê nước uống bánh mì heo quay cơm heo quay gì đó ừ, ở đó hả? có hết một ngàn đồng mà uống cà phê với ăn bánh mì ở đó chắc cũng khá lâu ha khá lâu, khá lâu. Không, quý vị à. oh, như dạ. vậy thì uh theo tôi nhìn thấy cái bảng mà gọi là còn 8 đội này đó thì 8 đội này đều mạnh hết nhất là đội Nhật tôi thấy cũng ghê gớm lắm nè đội Nhật mấy hôm nay làm mưa làm gió trên sân cỏ nè à, England với Colombia tôi nghĩ rằng là còn đội England Pháp và Australia là đội Úc thì tôi nghĩ rằng là đội Úc sẽ sẽ ở lại đội Pháp sẽ về nước tôi nghĩ vậy Tây Ban Nha và Hà Lan thì tôi nghĩ Hà Lan hơn à tôi nghĩ là vậy là còn có bốn đội cuối cùng tôi nghĩ là nha hà lan nhật england và úc nghĩ vậy đó yeah. nghĩ như vậy thì hy vọng quý vị Uh, lý do mà mỗi 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 sáng trong chương trình cà phê sáng chúng tôi có một phần để dành nói về uh, bóng đá nữ thế giới năm 2023 là một phần là để gió đó là một cái sự thể hiện cái sự cổ vũ đối với lại bóng đá nữ cái thứ hai là Lido Sài Gòn TV cũng có những cái chương trình để mà bảo trợ cho uh, những cái có những cái bảo trợ liên quan đến uh, giải này dành cho quý khán giả uh, cho nên là mỗi 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 sáng trong chương trình cà phê sáng từ đây cho đến uh, ngày chung kết chúng tôi đều nhắc cái kết quả như thế nào và Ngọc Lan biết là nhiều khán giả đó họ không hề quan tâm đến cái chuyện mà bóng đá nữ nhưng mà qua những chương trình này tự nhiên cũng bắt đầu thích thú đò xem có như thế nào nó tạo được cái không khí đó thì cũng đó là một cái điều rất là thú vị và cảm ơn các cái doanh nghiệp đã bảo trợ cho chương trình bóng đá nữ để cho quý vị khán giả có được một cái có thể nhận được những cái phần thưởng những phần quà rất là vui khi mà theo dõi chương trình này xin và... mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường và ngọc lan sau phần thông tin thương mại